Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về ICO là ICO Datium. ICO này hiện tại đang có trang web chính thức của mình là datium.io, và trên trang web này có giới thiệu về khái niệm, nhiệm vụ của dự án ICO này, cũng như các gói sản phẩm và chương trình token sale và đội ngũ phát triển cũng như lộ trình phát triển của dự án. Dự án ICO này nói về một cuộc cách mạng dữ liệu, nền tảng dựa trên blockchain đầu tiên sử dụng cho crowdsourcing cho việc tạo dữ liệu. Các bạn có thể click vào đây để xem video giới thiệu về dự án ICO Datium. Và giai đoạn pre-ICO đã được bắt đầu trong bắt đầu trong 52 ngày và 11 giờ tới. Các bạn có thể điền địa chỉ email của mình tại đây và đăng ký tại đây để chúng tôi có thể gửi những cập nhật mới nhất về việc bán mã thông báo ICO Datium cũng như sự phát triển của dự án đến các bạn. Và theo dõi chúng tôi trên các trang mạng xã hội như Telegram, Coin, Facebook, vân vân ạ. Tiếp theo thì như các bạn thấy thì đây là số điểm được đơn vị ICO Red đánh giá 4,5 điểm và Check ICO đánh giá 5 điểm đối với dự án ICO của chúng tôi, và đã được thông cáo qua các trang báo chí truyền thông như CNBC, Iris Tech News, Blockchain News, CryptoCoin.News, vân vân ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về nhiệm vụ của dự án ICO này. Datium hướng đến sự việc đặt cho con người ở trung tâm của nền hệ sinh thái dữ liệu. Thị trường dữ liệu được ước tính trên 3 tỷ đô la, thậm chí không biết con người đã trở thành công cụ thu thập dữ liệu thông qua hành động, chuyển động và hành vi của họ, tạo ra giá trị cho người khác. Datium nhằm phá vỡ mô hình hiện tại bằng cách tạo nền tảng blockchain đầu tiên sử dụng crowdsourcing để cho phép thu thập 100% tất cả các dữ liệu vật lý toàn cầu ở bất kỳ đâu trên thế giới, 100% gần như là chính xác. Nó thực hiện điều này thông qua một ứng dụng trên di động bằng cách sử dụng một trong lực lượng lao động phân tán của người thu gom được khuyến khích trong mã thông báo XDT. Hiệu quả của giải pháp đã được chứng minh trong 3 chiến dịch thu gom được hoàn thành ở Paris, Barcelona và London. Datium sẽ trở thành blockchain dữ liệu được sử dụng nhiều nhất trong thế giới thực, nhờ cộng đồng sẽ thu thập các dữ liệu vật lý trên toàn cầu. Về dung dịch thì làm thế nào để nó hoạt động? Dựa trên blockchain, công nghệ hợp đồng thông minh và sử dụng crowdsourcing, giải pháp của Datium cho phép thu thập đáng tin cậy và chính xác bất kỳ dữ liệu vật lý nào. Crowdsourcing, con người là yếu tố cốt lõi của giải pháp, và chúng tôi bằng cách sử dụng crowdsourcing để trả lời các giới hạn phương pháp tạo ra dữ liệu hiện tại, kết hợp với cơ sở dữ liệu phân tích nội dung, thiết bị theo dõi, chúng tôi sẽ cho phép thu thập 100% bất kỳ dữ liệu vật lý nào trên thế giới. Bộ sưu tập, chúng tôi sẽ cho phép người dùng thu gom của chúng tôi thông qua một ứng dụng di động được sử dụng trong sử dụng học tập sâu và tăng cường thực tế, được trả tiền cho việc thu thập, xác minh và cập nhật bất kỳ dữ liệu vật lý nào. Công nghệ blockchain và smart contracts đảm bảo tính minh bạch của quy trình. Thương trường mà mỗi dữ liệu được xác thực sẽ có sẵn trên một thị trường phi tập trung, cho phép bất kỳ một chủ sở hữu mã thông báo nào truy xuất dữ liệu để được tư vấn cho thuê bao hoặc mua lại. Đây là mô hình của dựa trên mô hình của blockchain để công nghệ hợp đồng thông minh và sử dụng crowdsale đưa ra giải pháp của Datium cho phép thu thập đáng tin cậy đấy ạ. Về việc thu thập dữ liệu thì phát triển công nghệ sẽ hỗ trợ giải pháp đã được chứng minh của Datium trong việc tạo ra nền tảng sáng tạo nhất của việc tạo ra dữ liệu. Bằng cách sử dụng một ứng dụng di động để thu thập dữ liệu này, giải pháp Datium sẽ chứng minh hiệu quả và lợi nhuận của nó trong 3 chiến dịch thu thập được hoàn thành ở Paris, Barcelona và London, nơi thu nhập thành công lên tới 300.000 dữ liệu vật lý. Việc triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế tăng cường sẽ cho phép nhận dạng quan hệ. Điều này sẽ cho đẩy nhanh quá trình thu thập dữ liệu. Cuối cùng, người thu thập sẽ chỉ phải thực hiện các công việc xác nhận vì đầu vào ban đầu hoàn toàn tự động. Đây là giao diện của dự án trên thiết bị di động, và các bạn có thể xem video tại đây để tìm hiểu chi tiết hơn về trường hợp này. Về trường hợp hướng dẫn sử dụng thì dựa trên cộng đồng thu gom toàn cầu, Datium sẽ mở đường cho việc sử dụng nhiều dữ liệu vật lý, bản đồ và dịch vụ địa vị địa lý. Các công ty như Google Maps, Bing, TomTom
đâu rồi, như cộng đồng, chăm sóc môi trường, lưu trữ hiển thị trực tuyến, nghiên cứu thị trường, con người, bản đồ và dịch vụ địa lý, làm giàu cơ sở dữ liệu, phòng chống đường, don't deliver, quảng cáo được nắm mục tiêu, chăm sóc môi trường, lưu trữ hiển thị dữ liệu trực tuyến ạ. Còn đây là các đơn vị đối tác của dự án ICO Data của chúng tôi, như là Uber, Bing, Facebook, Stack, Here, TomTom vân vân ạ. Về công nghệ, blockchain dựa trên và sử dụng công nghệ hợp đồng thông minh Data dựa trên một giải pháp công nghệ vững chắc cho phép minh bạch và độ tin cậy cho việc thu thập dữ liệu. Nền tảng của Data dựa trên các lớp công nghệ để đảm bảo hiệu quả, tính bảo mật và linh hoạt từ việc thu thập dữ liệu đến tính khả dụng của nó trên thị trường. BigchainDB được sử dụng như một là giải pháp lưu trữ cho các dữ liệu thu thập được, tính chất bất biến của nó đảm bảo quá trình xác minh và cập nhật dữ liệu minh bạch. Việc xác nhận dữ liệu sẽ kích hoạt thù lao của người thu gom bằng cách sử dụng một hợp đồng thông minh trên chuỗi khối Ethereum. IPFS được sử dụng cho bất kỳ hình ảnh nào được liên kết với phần trực quan của bộ sưu tập. Quy trình thời gian và thời gian thực này đảm bảo khả năng mở rộng cao của hệ thống. Nó đảm bảo tính minh bạch về phần thưởng của con người thu gom và đảm bảo sự tương tác trong thời gian cho các chủ sở hữu trong thị trường. Về bản giấy trắng, đây các bạn có thể tải về tại đây để tìm hiểu chi tiết hơn về dự án. Việc quán mã thông báo Data Token XDT thì chi tiết ICO tổng số XDT đã ban hành là 500 triệu XDT, 1 Ethereum bằng 12.000 XDT từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 cho đến ngày 24 tháng 9 năm 2018 ạ. Và việc phân bổ thì 50% dành cho token sale, 30% cho reserver và 20% cho đội ngũ phát triển cũng như đội ngũ cố vấn của dự án ICO này, trong việc bán mã thông báo đấy ạ. Việc sử dụng tiền thu thập thì sẽ có dành cho 45% platform development, 25% operation development, 20% marketing và 10% OPEC and other exchanges. Quỹ chủ yếu được phân bổ cho sự phát triển kỹ thuật số nền tảng này, trừ thu thập dữ liệu thì đến sự phát triển của thị trường để mở rộng thu thập dữ liệu, quy mô 25% số tiền được huy động sẽ được phân bổ để xây dựng hoạt động và thúc đẩy việc áp dụng. Về lộ trình phát triển của dự án thì dự án từ vào sẽ đưa ra các kế hoạch cho sự phát triển của dự án sau này, như vào quý 4 năm 2018 sẽ phát hành nền tảng hợp nhất văn phòng sau, và sang năm 2019 sẽ tích hợp blockchain trên nền tảng, triển khai marketplace và giao diện của nó, tăng cường thị trường và ứng dụng, tích hợp nền tảng trao đổi trong hệ thống, tối ưu hóa bộ sưu tập, gia hạn cho việc thu thập tất cả dữ liệu vật lý, tăng cường thị trường, hoàn thành tự động hóa việc cấp phép dữ liệu thị trường, thành viên vào chức năng của tương tác thành viên, giải pháp tương tác của người bán trí tuệ nhân tạo, mở rộng thị trường cho các giải pháp cho tương lai, tăng cường ứng dụng cho các chức năng bổ sung. Còn đây là đội ngũ phát triển của dự án ICO Dataion, là những người chuyên dụng liên doanh thành công, nhiều năm kinh nghiệm được kết hợp. Và đây là đội cố vấn của dự án ICO Dataion và đối tác như là Amazic, Oncoin Wiki, Blockblood, Bounty Hive và vân vân ạ. Còn đây là các tin tức được các trang mạng đưa để giới thiệu về dự án ICO Dataion của chúng tôi, như trang Mi, trang Iris Tech News, trang CNBC, CryptoCoin.news vân vân ạ. Và các bạn nếu như có bất kỳ những thắc mắc nào về dự án ICO của chúng tôi, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách đúc chuột tại đây thì và theo dõi chúng tôi trên các trang mạng xã hội để cập nhật mới nhất về việc bán mã thông báo cũng như về sự phát triển của dự án ICO này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.